Minh Đường Tử Vi rất là vui mừng khi được chào đón quý bác anh chị đã đến và quay trở lại với chuyên mục tử vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi ngày hôm nay. Lần đầu tiên, thay mặt cho ban biên tập chương trình, những người làm chương trình, Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý bác anh chị có được vận trình, được bề trên ban phúc, đón cát xô hung, lộ trình may mắn, công việc thông thuận, tài lộc như ý, sức khỏe như thần, vạn sự đều may, đại cát đại lợi. Và nếu như quý bác anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập trình Minh Đường Tử Vi đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập trình Minh Đường Tử Vi muốn gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Chấn động, thầy tử vi báo trước cực chính xác. Tuần vàng hốt bạc tháng 10 âm lịch 2024, tuổi Giáp Dần sinh năm 1974, Phật độ hết khổ, bỗng trúng lớn liên tiếp, tiền bạc ào về, đổi đời giàu như vũ bão. Dân, thưa quý cô bác anh chị tuổi Giáp Dần thân mến, thời gian trôi đi ai rồi cũng sẽ già, những sợi tóc chuyển sang màu bạc, những nếp nhăn trên gương mặt và những bước chân chậm chạp là báo hiệu của tuổi già đã đến. Ai cũng phải trải qua quy luật của con người, của dòng tuần hoàn sinh lão bệnh tử, lúc con cháu trưởng thành khôn lớn, cũng là lúc ông bà cha mẹ ngày một già đi, sức khỏe đi xuống, và đó chính là lúc người lớn tuổi cần sự quan tâm chăm sóc. Và đến tuổi xế chiều này, nhiều quý cô bác anh chị tuổi Giáp Dần cũng rất cần quan tâm đến vận hạn, tài lộc, gia đạo, sức khỏe của mình nữa, đúng không nào? Được biết mệnh chủ tuổi Giáp Dần sinh năm 1974, cuộc sống hồi bé cơ cực vất vả, cơm không đủ ăn, áo chẳng đủ mặc. Lúc trưởng thành cũng không khấm khá là bao, lam lũ kiếm từng đồng mưu sinh, nhưng người nghèo thì cứ nghèo bền vững. Tuy nhiên, do ăn ở tích đức, luôn làm việc thiện, nên trong tháng 10 âm lịch này, dù được dự báo bản mệnh bị nhiều hung tinh rình dập, nhưng sẽ được ơn trên ban lộc, lục hợp chống lưng, phước đức đầy tay, mọi khó khăn vất vả đều tan biến, tai qua nạn khỏi, dược hạn dương lên. Theo vào đó là sự sung túc đủ đầy, tiền vàng ngập két 10 phân dạng 10. Đặc biệt, mừng một cái là tháng 10 âm lịch tới, mọi điều sẽ khác đối với bản mệnh Giáp Dần. Cái vận của Giáp Dần sẽ thay đổi theo cái cách mà họ tích đức bấy lâu nay. Tuy có hơi muộn một chút, nhưng cuộc đời của bản mệnh vẫn thăng hoa rực rỡ, tiền bạc kéo đến, trả sạch nợ nần người người ngưỡng mộ, từ đây sẽ hưởng một cuộc sống an nhàn. Kính thưa quý cô bác anh chị, đặc biệt là quý mệnh chủ tuổi Giáp Dần sinh năm 1974, trong video luận giải tử vi tuần lễ vàng trong tháng 10 âm lịch năm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem liệu con giáp tuổi Giáp Dần sinh năm 1974 có gặp phải những khó khăn nào, và tuần lễ vàng xuất hiện vào thời điểm nào trong tháng 10 âm lịch năm 2024. Mong rằng quý cô bác anh chị sẽ yêu thích video này và xem hết video để nắm bắt cơ hội vàng đổi đời, giàu có, cuộc đời sang trang quý vị nhé. Tiên chi chấn động, tuổi Giáp Dần sinh năm 1974, Phật độ hết khổ, bỗng chúng lớn liên tiếp, đổi đời vào nước dách tháng 10 âm lịch. Tổng quan tử vi tuổi Giáp Dần sinh năm 1974 trong tháng 10 âm lịch. Tháng 10 âm lịch năm nay chính là một giai đoạn thú vị và đầy thách thức dành cho những người tuổi Giáp Dần 1974. Sự tác động của tứ hành xung tạo nên một bầu không khí căng thẳng, khiến bạn phải đối diện với nhiều áp lực từ gia đình và môi trường sống xung quanh. Có thể bạn sẽ phải đối mặt với những quyết định quan trọng như chuyển đổi chỗ ở hoặc thay đổi công việc. Những sự thay đổi này có thể gây ra không ít lo lắng, nhưng hãy nhớ rằng chúng cũng mang đến cơ hội để bạn tái cấu trúc cuộc sống của mình. Trong thời gian này, điều quan trọng là bạn cần dành thời gian để tự suy ngẫm và đánh giá lại bản thân. Hãy tìm hiểu kỹ lưỡng khả năng và hạn chế của mình. Thay vì dựa dẫm quá nhiều vào người khác, sự tự tin và tinh thần tự lập sẽ giúp bạn vượt qua những khó khăn và tìm ra hướng đi đúng đắn cho bản thân. Cuộc sống đôi khi đưa ra những thách thức để chúng ta nhận ra giá trị của chính mình. Hãy xem đây như một cơ hội để trưởng thành và phát triển. Tuy nhiên, sự hiện diện của Nguyệt lệnh thai trong tháng này có thể tạo ra những rào cản về tư duy. Mặc dù bạn là người có khả năng và chăm chỉ,
nhưng lối tư duy theo thói quen có thể khiến bạn khó nắm bắt được những cơ hội tiềm năng. Điều này có thể làm bạn cảm thấy bế tắc và khó khăn trong việc phát triển mạnh mẽ. Hãy thử nghiệm với những cách tư duy mới mẻ, mở rộng giới hạn của bản thân và khám phá những khía cạnh mới của cuộc sống. Chỉ cần bạn can đảm bước ra khỏi vùng an toàn của mình, bạn sẽ phát hiện ra những chân trời mới đầy hứa hẹn. Đừng lo lắng, bởi tháng 10 này cũng mang lại cho bạn những cơ hội thăng tiến đầy hứa hẹn. Với sự ảnh hưởng tích cực từ thiên đức, nếu bạn biết chớp lấy thời cơ, có khả năng cao bạn sẽ gặt hái được thành công trong công việc. Những cơ hội thăng tiến có thể đến từ những mối quan hệ bạn đã xây dựng hoặc từ những sáng kiến mà bạn đề xuất. Hãy tự tin vào khả năng của mình và không ngừng nỗ lực để tiến về phía trước. Sự kiên trì và quyết tâm sẽ dẫn bạn đến những đỉnh cao mới. Đặc biệt, tháng này cũng mở ra nhiều cơ hội phát tài, phát lộc cho tuổi Giáp Dần. Nếu bạn đang khởi nghiệp, đây chính là thời điểm vàng để bạn tìm ra hướng đi đúng đắn, tạo dựng được những mối quan hệ kinh doanh bền vững và mang về doanh thu ổn định cho công ty. Hãy dành thời gian để xem xét và lên kế hoạch cho những dự án tương lai. Đôi khi, sự thay đổi trong tư duy và cách tiếp cận sẽ mang đến cho bạn những nguồn cảm ứng bất ngờ. Cuối cùng, hãy nhớ rằng mọi điều trong cuộc sống đều có thể xảy ra, dù cho có những khó khăn, thử thách, hãy luôn giữ vững tâm thế tích cực và tin tưởng vào chính mình. Bạn là người nắm giữ chìa khóa cho tương lai của mình. Tháng 10 này sẽ là cơ hội để bạn chứng minh bản lĩnh và khả năng của mình. Tử vi sự nghiệp tuổi Giáp Dần sinh năm 1974 trong tháng 10 âm lịch. Trong tháng 10 âm lịch năm nay, tử vi của tuổi Giáp Dần 1974 mở ra một bức tranh đầy hứa hẹn về sự nghiệp. Đây là thời điểm mà sự khéo léo và tài năng giao tiếp của bạn sẽ được phát huy tối đa. Những mối quan hệ với đồng nghiệp, tiền bối và khách hàng sẽ trở thành cầu nối quan trọng giúp bạn vượt qua những thử thách trong công việc nếu bạn biết cách tạo dựng và duy trì những mối quan hệ này. Tháng 10 sẽ mang đến cho bạn nhiều cơ hội làm việc ưng ý, khung cảnh công việc của bạn sẽ trở nên ổn định hơn với cơ hội để bạn mở rộng mạng lưới xã hội. Đây là thời điểm tuyệt vời để bạn bày tỏ ý kiến, chia sẻ cảm xúc và tìm kiếm những kết nối mới, không chỉ trong công việc mà ngay cả trong đời sống tình cảm. Tháng này cũng sẽ mang đến cho bạn những cơ hội để gắn kết và thắt chặt mối quan hệ với những người xung quanh. Hãy chủ động tìm kiếm những cơ hội hợp tác, vì rất có thể bạn sẽ tìm thấy những đồng minh giá trị trong sự nghiệp của mình. Tuy nhiên, để tận dụng tối đa những cơ hội này, bạn cần phải lưu tâm đến việc điều tiết kế hoạch và thời gian của mình. Đừng để khối lượng công việc dồn dập khiến bạn cảm thấy rối rắm và mất kiểm soát. Hãy học cách lập kế hoạch rõ ràng và phân bổ thời gian một cách hợp lý. Điều này sẽ giúp bạn có cái nhìn tổng quát về công việc và có thể đưa ra những quyết định sáng suốt. Đồng thời, hãy tin tưởng vào khả năng của chính mình. Sự tự tin sẽ giúp bạn vượt qua những khó khăn và thử thách mà bạn có thể gặp phải. Sử dụng tư duy lý trí để đánh giá tình hình thực tế và tìm kiếm những hướng đi thuận lợi cho bản thân. Mỗi quyết định bạn đưa ra trong thời gian này đều có thể ảnh hưởng đến tương lai. Vì vậy, hãy cân nhắc kỹ lưỡng và hành động với quyết tâm. Tóm lại, tháng 10 là thời điểm mà tuổi Giáp Dần cần phát huy hết năng lực của bản thân, xây dựng các mối quan hệ và điều chỉnh kế hoạch công việc một cách khéo léo. Hãy sẵn sàng đón nhận những thách thức và cơ hội mới, vì tháng này sẽ mang đến cho bạn nhiều điều thú vị và bất ngờ. Tử vi tài lộc tuổi Giáp Dần sinh năm 1974 trong tháng 10 âm lịch. Tháng 10 âm lịch năm nay là một thời điểm đầy hứa hẹn cho tài lộc của tuổi Giáp Dần 1974. Sự xuất hiện của chính tài mang đến một luồng sinh khí mới, khiến tài chính của bạn trở nên rực rỡ hơn bao giờ hết. Đây chính là lúc bạn nên cân nhắc những cơ hội đầu tư có lợi, vì khả năng sinh lời cao đang chờ đợi bạn. Hãy nhanh chóng nắm bắt những cơ hội này để tối ưu hóa lợi ích cho bản thân. Tuy nhiên, bên cạnh niềm vui về tài chính, bạn cũng cần chú ý đến việc quản lý cảm xúc của mình. Tứ lục bay về phương Tây Bắc nhắc nhở bạn rằng kiềm chế là một yếu tố quan trọng trong việc chi tiêu. Dù cho thu nhập của bạn có cao hay thấp, điều cốt yếu chính là bạn tiết kiệm được bao nhiêu. Hãy nhớ rằng, việc sở hữu nhiều tiền không có nghĩa là bạn có thể tiêu xài thoải mái. Sự khôn ngoan trong chi tiêu sẽ mang lại lợi ích lâu dài hơn cho bạn. Trong tháng này, hãy đặt ra các kế hoạch chi tiêu rõ ràng và cụ thể. Đừng để bản thân bị cuốn theo những cơn sóng mua sắm nhất thời. Việc mua sắm không kiểm soát có thể dẫn đến những tổn thất không đáng có, khiến bạn lâm vào tình trạng tài chính khó khăn. Hãy luôn ghi nhớ rằng, sự thận trọng trong chi tiêu là chìa khóa để duy trì sự ổn định tài chính.
Ngoài ra, hãy tận dụng thời điểm này để suy nghĩ về các chiến lược đầu tư dài hạn nếu bạn có ý định đầu tư vào bất động sản, chứng khoán hoặc các lĩnh vực khác. Đây có thể là thời điểm thích hợp để hiện thực hóa kế hoạch của mình. Đừng ngần ngại tìm kiếm sự tư vấn từ những chuyên gia hoặc những người có kinh nghiệm trong lĩnh vực mà bạn quan tâm. Tóm lại, tháng 10 mang đến cho tuổi Giáp Dần cơ hội tài lộc tuyệt vời. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng sự khôn ngoan và kiềm chế trong chi tiêu sẽ là yếu tố quyết định cho sự thịnh vượng bền vững trong tương lai. Hãy hành động một cách thông minh và sáng suốt, để tài chính của bạn không chỉ sáng rực trong tháng này, mà còn phát triển vững bền trong những tháng tiếp theo. Tử vi sức khỏe tuổi Giáp Dần sinh năm 1974 trong tháng 10 âm lịch. Tháng 10 âm lịch năm nay, tử vi của tuổi Giáp Dần 1974 mang đến những tín hiệu tích cực về sức khỏe, ngũ hành tương sinh đang vận hành hài hòa, giúp sức khỏe của bạn được cải thiện một cách rõ rệt. Có thể bạn đã nhận thức được tầm quan trọng của việc chăm sóc bản thân, và điều này đã dẫn bạn đến việc xây dựng những kế hoạch điều chỉnh sức khỏe phù hợp với nhu cầu của chính mình. Rất nhiều người trong số bạn đã có những bước tiến ấn tượng trong hành trình cải thiện vóc dáng. Mục tiêu giảm cân mà bạn đặt ra không chỉ được hoàn thành, mà còn mang lại cho bạn sự tự tin và niềm vui mới trong cuộc sống. Sự thon gọn và vóc dáng cân đối không chỉ là kết quả của sự cố gắng, mà còn là biểu tượng của sức khỏe và năng lượng tích cực. Bạn sẽ thấy mình không chỉ nhẹ nhàng hơn mà còn tràn đầy sức sống, sẵn sàng đối mặt với những thử thách mới. Tuy nhiên, bên cạnh những dấu hiệu tích cực, bạn cũng cần lưu ý đến tình hình sức khỏe của trẻ em và người cao tuổi trong gia đình. Tháng này, sức khỏe của họ có thể gặp phải một số vấn đề, đặc biệt là người lớn tuổi, rất dễ gặp phải tình trạng mạch máu khó thông suốt. Điều này có thể dẫn đến những vấn đề nghiêm trọng như đột quỵ hay nhồi máu cơ tim. Hãy chăm sóc và chú ý đến chế độ dinh dưỡng của họ, khuyến khích họ tham gia vào các hoạt động nhẹ nhàng để duy trì sức khỏe. Đồng thời, việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa cũng vô cùng quan trọng, đảm bảo rằng bạn có các cuộc kiểm tra sức khỏe định kỳ để theo dõi tình hình sức khỏe của bản thân và người thân. Điều này không chỉ giúp phát hiện sớm các vấn đề sức khỏe, mà còn tạo ra cảm giác an tâm cho cả gia đình. Tóm lại, tháng 10 sẽ là một giai đoạn thú vị đối với sức khỏe của tuổi Giáp Dần. Hãy tận hưởng những thành quả mà bạn đã đạt được, đồng thời chăm sóc những người xung quanh mình. Sự chú ý và tình yêu thương dành cho sức khỏe không chỉ mang lại lợi ích cho bản thân, mà còn góp phần tạo dựng một môi trường sống khỏe mạnh và hạnh phúc cho mọi người. Tử vi tình duyên tuổi Giáp Dần sinh năm 1974 trong tháng 10 âm lịch. Tháng 10 âm lịch này, tử vi tình duyên của tuổi Giáp Dần 1974 mang đến những sắc thái đa dạng. Trong đó có cả những thách thức và cơ hội. Do sự tác động từ ngoại cảnh, bạn có thể gặp phải một số vấn đề trong đời sống tình cảm, khiến tâm trí bạn thường xuyên bị lôi cuốn vào những suy nghĩ về quá khứ. Những kỷ niệm và nỗi đau xưa cũ có thể trở lại, làm cho bạn cảm thấy bất an và lo lắng. Để vượt qua giai đoạn này, điều quan trọng là bạn cần phải phân định rõ ràng giữa quá khứ và hiện tại. Hãy học cách chấp nhận những gì đã qua và cải thiện những hiểu lầm có thể tồn tại. Việc này không chỉ giúp bạn giải tỏa những áp lực, mà còn tránh được những mâu thuẫn không đáng có trong chuyện tình cảm. Đừng để những kỷ niệm xưa chi phối cuộc sống hiện tại của bạn, mà hãy mở lòng để đón nhận những điều mới mẻ và tốt đẹp hơn. Ngoài ra, việc tự chăm sóc tâm hồn của mình cũng rất cần thiết. Hãy tìm cách làm dịu những lo lắng và áp lực nội tâm mà bạn đang phải gánh chịu. Sự tự chăm sóc không chỉ giúp bạn cảm thấy nhẹ nhõm hơn, mà còn tạo ra một không gian tinh thần tích cực, từ đó cải thiện các mối quan hệ xung quanh. Trong tháng này, bạn cũng nên đầu tư nhiều hơn vào tình cảm và các mối quan hệ trong gia đình. Đây là thời điểm lý tưởng để gắn kết với cha mẹ, con cái và anh chị em. Hãy dành thời gian bên họ, chia sẻ những câu chuyện và tạo ra những kỷ niệm đẹp. Giai đoạn này hứa hẹn mang lại những cảm xúc ấm áp và giúp bạn tìm kiếm được những mối quan tâm mới trong cuộc sống. Tuy nhiên, bạn cũng cần cẩn trọng và không nên dễ dàng bị cuốn vào những ảo tưởng hay kỳ vọng quá cao. Những mong đợi không thực tế có thể dẫn đến thất vọng. Hãy giữ cho trái tim bạn mở rộng, nhưng đồng thời cũng hãy giữ vững lý trí, tránh để những ước mơ trở thành gánh nặng cho chính mình. Tóm lại, tháng 10 này sẽ là một hành trình khám phá trong lĩnh vực tình cảm của tuổi Giáp Dần. Hãy nhớ rằng, tình yêu và sự quan tâm không chỉ là những cảm xúc đơn thuần, mà còn là những hành động thực tế mà bạn dành cho những người thân yêu. Hãy sống trọn vẹn từng khoảnh khắc và những điều tốt đẹp sẽ đến với bạn.
Cẩm Nang dựng dận cho tuổi Giáp Dần sinh năm 1974 trong tháng 10 âm lịch. Khẩu quyết: Tử Vi tháng 10 năm 2024 tuổi Giáp Dần sinh năm 1974 âm lịch, tránh việc ôm đồm quá nhiều việc. Quý nhân: Thân, Tỵ. Tiểu nhân: Thìn, Hợi. Màu sắc may mắn: trắng, đen. Tiếp theo chương trình, xin mời anh chị hãy cùng Minh Đường Tử Vi tìm hiểu tuần lễ vàng trong tháng 10 âm lịch, giúp Giáp Dần đổi vận, đổi đời, giàu nhanh như vũ bão. Tử Vi tuần 1, ngày mùng 1 đến ngày mùng 7 tháng 10 âm lịch cho tuổi Giáp Dần 1974. Tuần đầu tiên của tháng 10 âm lịch sẽ mang đến cho tuổi Giáp Dần nhiều cơ hội mới trong công việc và cuộc sống cá nhân. Nguyệt lệnh sẽ chiếu sáng, khuyến khích bạn thể hiện bản thân một cách tự tin và quyết đoán. Đây là thời điểm thích hợp để bắt đầu những dự án mới hoặc phát triển những ý tưởng đã ấp ủ từ lâu. Nếu bạn đang tìm kiếm một công việc mới hoặc muốn thay đổi môi trường làm việc, đừng ngần ngại tiến bước, sự quyết tâm và năng lực của bạn sẽ được công nhận. Trong lĩnh vực tình cảm, mối quan hệ với gia đình và bạn bè sẽ trở nên ấm áp hơn. Hãy dành thời gian cho những bữa ăn sum họp, tạo cơ hội để trò chuyện và gắn kết với những người thân yêu. Tuy nhiên, bạn cũng cần lưu ý đến khả năng giao tiếp của mình. Hãy lắng nghe những ý kiến và cảm xúc của người khác để tránh xảy ra những hiểu lầm không đáng có. Sức khỏe sẽ là một điểm cần chú ý trong tuần này. Có thể bạn sẽ cảm thấy hơi căng thẳng do khối lượng công việc lớn. Hãy nhớ rằng việc chăm sóc bản thân cũng quan trọng không kém. Hãy dành thời gian cho việc thư giãn, có thể là một buổi đi dạo, tập yoga hay đơn giản là đọc sách. Những hoạt động này sẽ giúp bạn lấy lại năng lượng và sự cân bằng. Tử Vi tuần 2, ngày mùng 8 đến ngày 14 tháng 10 âm lịch cho tuổi Giáp Dần 1974. Bước vào tuần thứ 2 của tháng 10, có thể bạn sẽ gặp một số thử thách trong công việc. Sự cạnh tranh có thể trở nên gay gắt hơn và bạn sẽ cần phát huy tính sáng tạo của mình để giải quyết vấn đề. Đây là thời điểm mà bạn cần giữ sự bình tĩnh và lý trí, không nên để những áp lực bên ngoài ảnh hưởng đến quyết định của mình. Trong lĩnh vực tình cảm, có thể có những xung đột nhỏ trong mối quan hệ. Hãy cẩn thận với cách bạn giao tiếp và truyền đạt cảm xúc. Hãy dành thời gian để thảo luận và lắng nghe nhau nhằm giải quyết những mâu thuẫn có thể xảy ra. Đôi khi chỉ cần một cuộc trò chuyện chân thành có thể làm thay đổi mọi thứ. Về sức khỏe, tuần này yêu cầu bạn phải chú ý đến chế độ ăn uống và nghỉ ngơi. Nếu bạn cảm thấy mệt mỏi, hãy cho phép bản thân nghỉ ngơi một chút. Một giấc ngủ ngon sẽ giúp bạn phục hồi sức lực và tinh thần. Tử Vi tuần 3, ngày 15 đến ngày 21 tháng 10 âm lịch cho tuổi Giáp Dần 1974. Tuần thứ 3 của tháng 10 sẽ mang đến những chuyển biến tích cực trong sự nghiệp. Nhờ những nỗ lực trước đó, bạn có thể nhận được những cơ hội thăng tiến hoặc được giao những nhiệm vụ quan trọng. Đây là thời điểm để bạn thể hiện khả năng lãnh đạo và kỹ năng giao tiếp của mình. Hãy tự tin chia sẻ ý tưởng của bạn và bạn sẽ thấy rằng người khác sẵn sàng hỗ trợ bạn. Trong cuộc sống tình cảm, sự kết nối với người thân sẽ được củng cố. Những cuộc trò chuyện chân thành và những khoảnh khắc cùng nhau sẽ tạo ra những kỷ niệm đẹp. Nếu bạn còn độc thân, đây cũng là thời điểm tốt để mở lòng, tìm kiếm những mối quan hệ mới. Hãy nhớ rằng, sự tự tin và thái độ tích cực sẽ thu hút những điều tốt đẹp đến với bạn. Về sức khỏe, bạn có thể sẽ cảm thấy tràn đầy năng lượng và sức sống. Hãy tận dụng thời gian này để tham gia vào các hoạt động thể chất hoặc các sở thích cá nhân. Tuy nhiên, hãy tránh làm việc quá sức, vì bạn có thể gặp phải tình trạng mệt mỏi nếu không biết điều chỉnh hợp lý. Tử Vi tuần cuối ngày 22 đến ngày 31 tháng 10 âm lịch cho tuổi Giáp Dần 1974. Tuần cuối của tháng 10 sẽ mang đến cho tuổi Giáp Dần một cảm giác trọn vẹn và thỏa mãn. Bạn có thể cảm nhận được sự tiến bộ trong cả công việc và đời sống cá nhân. Những nỗ lực mà bạn đã bỏ ra trong suốt tháng sẽ được đền đáp xứng đáng. Đây là thời điểm tốt để bạn xem xét lại những mục tiêu của mình và lên kế hoạch cho những bước tiếp theo trong tương lai. Về mặt tình cảm, bạn sẽ thấy rằng mối quan hệ của mình trở nên sâu sắc hơn. Nếu bạn đang trong một mối quan hệ, hãy dành thời gian cho nhau, tạo ra những trải nghiệm đáng nhớ. Nếu bạn độc thân, hãy cởi mở với những mối quan hệ mới. Một cuộc gặp gỡ tình cờ có thể thay đổi cuộc sống của bạn. Về sức khỏe, hãy tiếp tục duy trì những thói quen tốt mà bạn đã hình thành trong tháng. Chế độ ăn uống lành mạnh và tập thể dục thường xuyên sẽ giúp bạn giữ vững sức khỏe.
Đây cũng là thời điểm tốt để kiểm tra sức khỏe tổng quát, đảm bảo rằng bạn đang ở trong trạng thái tốt nhất. Tháng 10 âm lịch này, tuổi Giáp Dần sẽ trải qua một hành trình phong phú với nhiều cơ hội và thách thức. Hãy tận dụng những khoảnh khắc tích cực và chăm sóc bản thân cũng như những người xung quanh. Sự cân bằng trong cuộc sống sẽ mang lại cho bạn một tháng thật ý nghĩa và trọn vẹn. Thưa quý vị, người tuổi Giáp Dần sinh năm 1974, được mệnh danh là những con hổ chúa tể rừng xanh. Mang theo lòng can đảm và ý chí ngất trời hiếm ai có thể sánh bằng, con gái tuổi Giáp Dần sinh năm 1974 mạnh mẽ, xinh đẹp, nhưng có tiếng chắc trở về tình duyên. Nhưng nếu theo tháng sinh âm lịch thì vận mệnh người tuổi Giáp Dần sinh năm 1974 có những thay đổi và khác biệt như thế nào? Hãy thử tìm hiểu xem nhé. 1. Vận mệnh người tuổi Giáp Dần sinh năm 1974, sinh tháng Giêng. Tháng 1 âm lịch, tháng Giêng là tiết Tân Xuân, dạng tượng Canh Tân, Long Chầu Hổ Phục, khí thế ngất trời. Người tuổi Giáp Dần sinh năm 1974 sinh tháng Giêng gia vận hưng phát, phú quý cát tường, con hiền cháu thảo. Trong các tháng trong năm, tháng 1 âm lịch trùng với thời điểm Tết đến xuân về, nên người tuổi Giáp Dần sinh năm 1974 sinh vào thời điểm này cũng có tính cách chính trực, lương thiện, có ý chí kiên định vững vàng, gia đạo an yên, hưng vượng vô cùng. Từ khi sinh ra đã được hưởng vinh hoa phú quý, bản mệnh có số thăng quan phát tài, thông minh tài giỏi, ở trên dạng người không phải chịu sự quản thúc của người khác, con cái có hiếu, tương lai rộng mở. Người này được trưởng bối yêu thương và giúp đỡ rất nhiều, có con đường phát triển hanh thông vượng phát. Có thể nói, người cầm tinh con hổ mà sinh tháng Giêng thì quả là tháng sinh đại cát của 12 con giáp, vừa sinh ra đã được hưởng phúc khí kéo dài cho đến hết cuộc đời. 2. Vận mệnh người tuổi Giáp Dần sinh năm 1974, sinh tháng 2 âm lịch. Tháng 2 âm lịch là tiết Kinh Trập, là thời điểm xuất lực, dụng võ, thể hiện sức mạnh cá nhân. Người tuổi Giáp Dần sinh năm 1974 sinh vào tháng 2 âm lịch, tài trí hơn người, dụng mưu như thần, việc gì đã quyết là tất sẽ thành, có tài kinh ban tế thế, có thể thống lĩnh đại quân, lãnh đạo vạn người. Vận mệnh người tuổi Giáp Dần sinh năm 1974 theo tháng sinh âm lịch trùng vào tiết Kinh Trập vô cùng tốt đẹp, tài năng xuất chúng, họ có thể làm nên đại nghiệp kinh thiên động địa, vừa có đức lại vừa có tài, vừa có chí lại vừa có dũng, vừa có trung lại vừa có hiếu, quả thực không thể có điều gì khiến cho người này lùi bước. Họ có khả năng trở thành lãnh đạo, là tấm gương để người người noi theo, được kính nể và ngưỡng mộ, cũng được yêu quý rất nhiều. 3. Vận mệnh người tuổi Giáp Dần sinh năm 1974, sinh tháng 3 âm lịch. Tháng 3 âm lịch cũng trùng với tiết Thanh Minh, trời đất giao hòa, chịu ơn mưa móc. Người tuổi Giáp Dần sinh năm 1974 được hưởng lộc đất trời nên có khí thế xung thiên, lập nên nhiều công trạng, quạng lộ hanh thông, trăm người ngưỡng vọng. Người này tiền vận không được tốt cho lắm, sau từ tuổi trung niên thì điểm khởi phát không gì có thể ngăn cản được, thăng tiến nhanh như vũ bão, khí thế hiếm người bị kiệt. Người cầm tinh con hổ sinh vào tháng này trời sinh thông minh đỉnh ngộ, dù làm bất kỳ việc gì cũng đạt được thành tích cao đến bất ngờ, đường công danh sự nghiệp vượng phát, có địa vị cao trong xã hội. 4. Vận mệnh người tuổi Giáp Dần sinh năm 1974, sinh tháng 4 âm lịch. Tháng 4 âm lịch rơi vào tiết Lập Hạ, thời tiết nóng bức, song cây khối lại xum xuê tươi tốt. Người tuổi Giáp Dần sinh năm 1974 sinh tháng này được hưởng phú quý, cả đời không phải lo phiền, con cháu hiền hòa hiếu thảo. Người cầm tinh con hổ sinh vào tháng 4 âm lịch, xem bói tử vi thì có phúc tướng, gia đình yên ấm hạnh phúc, vợ chồng yêu thương giúp đỡ nhau nhiều trong cuộc sống. Bản mệnh trong công việc gặp nhiều thuận lợi, được quý nhân tương trợ, thăng quan tiến chức trong tầm tay, cả đời tiêu dao tự tại, chuyện gì cũng hanh thông không phải lo phiền. 5. Vận mệnh người tuổi Giáp Dần sinh năm 1974, sinh tháng 5 âm lịch. Tháng 5 âm lịch rơi vào tiết Mang Chủng, vận mệnh người tuổi Giáp Dần sinh năm 1974 sinh tháng này khá tốt. Con người có phong độ, có uy nghiêm riêng, văn võ song toàn, can đảm hơn người, biết tiến biết lui, giỏi ăn nói, giỏi đối nhân xử thế, bất cứ chuyện gì cũng đều lên kế hoạch rõ ràng, nhờ thế mà đạt được nhiều thành tựu, tay trắng lập nghiệp, thành công vang dội, phú quý đầy nhà, người người ngưỡng vọng. Sinh vào tháng 5 âm lịch, người này không được hưởng phúc lộc tổ tiên để lại, song bù lại có tinh thần tự lập cao, mọi chuyện đều dựa vào chính sức mình.
nhờ có tài năng hơn người, có ý chí và lòng can đảm, lại được quý nhân nâng đỡ nên họ giành được nhiều thành công trong cuộc sống, tính cách ngay thẳng, cũng rất nghiêm khắc, đạt được quyền thế vững vàng. Tuy nhiên, người này tính khí có phần nóng nảy nên dễ đắc tội với người, nên cải thiện điều này để tránh nảy sinh xung đột mâu thuẫn nghiêm trọng. 6. Vận mệnh người tuổi Giáp Dần sinh năm 1974, sinh tháng 6 âm lịch. Tháng 6 âm lịch là tiết tiểu thử trong năm, tiết trời khô hanh, làm gì cũng khó, cũng chính nhờ thế mà hung đúc cho người tuổi Giáp Dần sinh năm 1974 sinh tháng này ý chí hơn người, có dũng khí, cũng có lòng quyết tâm hiếm người sánh bằng, có điều ý chí không thiếu, mà tài lộc lại có phần ít ỏi, nên mưu sự khó thành, hành sự nhiều khó khăn. Vận mệnh người tuổi Giáp Dần sinh năm 1974 sinh tháng 6 này khá trắc trở, phải trải qua nhiều sóng gió, cũng khó bề làm nên cơ nghiệp. Người này có tinh thần nghĩa hiệp, không khoanh tay trước chuyện bất bình, nếu có thể sẽ giúp đỡ đến cùng, có ý chí, có quyết tâm, song một đời nhiều lần thất vọng khi ước mơ khó lòng thực hiện. Bản thân tài lực không đủ, lại không may mắn có người quý nhân giúp đỡ, con giáp này còn có thể gặp phải chuyện tăng tóc mất đi người phối ngẫu. 7. Vận mệnh người tuổi Giáp Dần sinh năm 1974, sinh tháng 7 âm lịch. Tháng 7 âm lịch rơi vào tiết lập thu, xem vận mệnh của người tuổi Giáp Dần sinh năm 1974 theo tháng sinh, thì người này có tính cách mạnh mẽ, kiên định, gan dạ, dũng cảm, có tinh thần trách nhiệm cao, dù có khó khăn đến đâu họ vẫn quyết tâm chinh phục và giành được những thành công đáng kể. Người tuổi Giáp Dần sinh năm 1974 sinh tháng 7 âm lịch, có ý chí không thể khuất phục, cũng có tài trí hơn người, họ là người phóng khoáng nhiệt tình, năng giúp đỡ mọi người, vì chính nghĩa mà chẳng từ nam. Tuy nhiên tổ nghiệp phúc mỏng nên tiền vận gặp nhiều trắc trở, từ trung vận trở đi dựa vào nghị lực bản thân và tài năng sẵn có mà tay trắng làm nên cơ nghiệp, được người người kính nể. 8. Vận mệnh người tuổi Giáp Dần sinh năm 1974, sinh tháng 8 âm lịch. Tháng 8 âm lịch trong năm là tiết bạch lộ, thời khắc đất trời quy hoàng, nên người tuổi Giáp Dần sinh năm 1974 sinh tháng này có tài năng xuất chúng, có tài nhìn xa trông rộng, đoán định tương lai, lại có tài văn chương khí thế, một tay nâng đỡ cả thiên hạ, được bao người ngưỡng vọng, trí tại bốn phương, hào sảng phóng khoáng, gặp nhiều may mắn, vạn sự như ý. Sinh vào tháng 8 âm lịch, người cầm tinh con hổ là chúa tể rừng xanh khi có thiên tư đỉnh ngộ, mưu sự siêu diệt, tài văn chương xuất chúng, lại có khả năng nhìn xa trông rộng nên nắm bắt được nhiều thời cơ hiếm có, cả đời được trọng vọng, gian danh bốn bể, ý chí ngất trời. Song người này phúc lộc tổ tông bạc nhược nên cả đời phải tự lực tự cường, dựa vào bản thân là chính, may sao có quý nhân tới giúp sức phần nào nên gặp hung quá cát, vận trình dần dần hưng dượng, vạn sự đại cát, công thành danh toại. 9. Vận mệnh người tuổi Giáp Dần sinh năm 1974, sinh tháng 9 âm lịch. Tháng 9 âm lịch là tiết hàng lộ, người sinh tháng này mãn phúc kinh luân, học cao hiểu rộng, chỉ hiểm sinh không gặp thời nên mưu sự khó thành. Chính vì thế mà họ chỉ cầu bình an, có phần an phận thủ thường chứ không mơ tưởng về đại nghiệp, thậm chí còn có ý từ bỏ cõi hồng trần, tu thân xóa bỏ tạp niệm. Người tuổi Giáp Dần sinh năm 1974 sinh tháng 9 âm lịch, xét theo tử vi 12 con giáp, thì tài trí hơn người, thông minh linh hoạt, học hành giỏi giang, trí tuệ uyên bác, chỉ có điều họ không đủ thực tế, chỉ biết học xuông chứ không áp dụng được kiến thức vào đời sống, năng tự lập kém, khá dựa dẫm ỷ lại, chỉ mong đi theo người khác chứ không muốn tự mình lập nghiệp. Thêm nữa người này mắc phải chứng tự cao tự đại nên làm gì cũng khó khăn cản trở, không được quý nhân đoái thương, có tài mà chẳng có nơi dụng võ, chỉ biết cảm thán thế sự không chiều lòng người. Nếu biết sửa đổi tính này, tự lập hơn, dám chịu khó chịu khổ thì có thể sẽ làm nên sự nghiệp. 10. Vận mệnh người tuổi Giáp Dần sinh năm 1974, sinh tháng 10 âm lịch. Tháng 10 tức tiết lập đông, vận mệnh người tuổi Giáp Dần sinh năm 1974 sinh tháng này tuy vất vả, nhưng không được như ý, có tài năng, có trí tuệ, song sinh chẳng gặp thời, phải tha hương cầu thực, bôn ba ngược xuôi, song lực mỏng phải dựa vào người khác mới mong có thể lập nghiệp, số kiếp người này phải xa nhà, xa người thân, chịu nhiều khó khăn vất vả, công sức bỏ nhiều nhưng thành quả hưởng chẳng bao nhiêu. Họ là người trọng nghĩa khí, tính khí cũng hiền hòa nho nhã, nếu có thể tìm được người hợp tác đáng tin cậy thì vận trình có thể khởi sắc, sự nghiệp có điểm khởi phát,
nếu không thì vất vả cả đời nhưng cũng không đạt được thành tựu gì đáng kể. 11. Vận mệnh người tuổi Giáp Dần sinh năm 1974, sinh tháng 11 âm lịch. Tháng 11 âm lịch là tiết đại tuyết. Người tuổi Giáp Dần sinh năm 1974 sinh tháng này vận mệnh cuộc đời chịu nhiều trắc trở, gặp phải nhiều chuyện không như ý, thậm chí có thể vướng phải tai họa bất ngờ như bệnh tật, tai nạn, họa lao tù, mưu sự khó thành, nhiều nỗi ưu sầu dạng sự cẩn trọng là hơn. Người tuổi Giáp Dần sinh năm 1974 sinh vào tháng 11 âm lịch cuộc đời phải trải qua nhiều tai ách, lại không được quý nhân để mắt nâng đỡ ít nhiều nên cả đời bôn ba ngược xuôi. Tuy nhiên, nếu cố gắng hết mình thì dù không làm nên sự nghiệp gì dễ dàng to lớn xong cũng không phải lo lắng chuyện cơm áo gạo tiền. Trong mệnh có điềm báo hiểm họa lao tù, nên con giáp này cần phải lưu ý cẩn trọng khi hành sự, chớ lơ là cảnh giác kẻo sẽ vướng phải tai họa từ trên trời rơi xuống. Người này cũng thích một mình, tính tình cổ quái nên các mối quan hệ xã giao không được tốt, sự nghiệp cũng bị ảnh hưởng phần nào. Khó giành được thành công, mối quan hệ gia đình cực kỳ phức tạp, song nếu sinh vào giờ tốt thì vẫn có thể xoay chuyển vận mệnh giảm bớt tai ương. 12. Vận mệnh người tuổi Giáp Dần sinh năm 1974, sinh tháng 12 âm lịch. Tháng chạp trong năm rơi vào tiết tiểu hàn, xét vận mệnh người tuổi Giáp Dần sinh năm 1974 sinh tháng này thì cuộc đời hung nhiều cát ít. Cơm áo chẳng được đủ đầy, tâm trí nhiều điều lo lắng, ra đời bị tiểu nhân dây hãm, cần chú ý đề phòng kẻ xấu ném đá sau lưng. Nên an phận thủ thường, cẩn trọng trong mọi chuyện để giữ an toàn cho bản thân, nếu không sẽ đi vào con đường khổ cực trăm bề. Người cầm tinh con hổ sinh tháng 12 âm lịch cuộc đời nhiều sóng gió, ưu tư trăm mối, chẳng được hưởng cảnh thái bình. Cả đời sống trong bóng tối mờ nhạt chẳng mấy người biết đến, khó có được thành tựu nào đáng kể, nên tạo mối quan hệ tốt với đồng nghiệp, năng kết giao bè bạn để dựng dẫn quý nhân, nhờ quý nhân nâng đỡ có thêm cơ hội thể hiện tài năng, may ra sẽ đạt được ước nguyện, có sự nghiệp công danh thăng tiến. Thưa quý vị, Phật nói về lý do tại sao bạn lại không có tiền, có nói mỗi người đều có số tiền xứng đáng với bản thân, có cố mấy cũng bằng thừa, và những điều này được quyết định bởi những nhân đã gieo trồng ở kiếp trước. Vì vậy, nếu có đủ phước thì dù không tranh giành thì cũng không thiếu tiền, nếu thiếu phước thì dù có bí mật tranh giành thì cũng không thể lấy được tiền. Tiền làm ra được là một chuyện, nhưng tích lũy được nó để trở thành người giàu hay không là một chuyện khác. Không phải ai cũng đủ phước để giữ tiền ở lại và trở thành người giàu. Chúng ta cần thiết lập một quan niệm đúng đắn về tiền bạc. Đừng quá tham tiền chứ đừng nói đến chuyện mất đạo đức vì tiền. So với tiền bạc và đạo đức thì đạo đức quan trọng hơn, vì đạo đức là nền tảng của tiền bạc và lòng vị tha là nguồn phước. Nếu chúng ta có thể hiếu thảo với cha mẹ, rộng lượng với người khác, nghĩ đến người khác nhiều hơn trong mọi việc và coi lòng vị tha là nguyên tắc ứng xử với người khác, thì chắc chắn chúng ta sẽ nhận được phước báo to lớn và đạt được sự nghiệp vĩ đại. Vấn đề căn bản của đời sống là chúng ta phải tập cân đối thu, chi giữa cái hiện tại ta đang có, cái mà chúng ta phấn đấu có, cái hiện đang tiêu xài và tiềm năng tài chính của bản thân ở thời điểm hiện tại. Đức Phật khuyên Phật tử tại gia sử dụng tiền một cách có ý thức và không bị u mê quá mức. Ai cũng nên quan tâm đến kế sinh nhai bản thân, tiền dự trữ lúc về già, khoản hỗ trợ gia đình, tiền hỗ trợ xã hội. Tất cả chúng sinh đều có trí tuệ và đức hạnh của Như Lai. Chúng ta nên biết ơn Đức Phật và cầu phúc bằng cách thực hành một cách cung kính và chân thành. Cây dù có cao lớn bao nhiêu cũng đừng bao giờ quên gốc rễ. Người tài giỏi đến mức nào cũng đừng bao giờ sống vô ơn. Lòng biết ơn chính là việc tốt nên làm mỗi ngày của Phật tử. Khi chào đời và khi trưởng thành, chúng ta báo đáp công ơn sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ bằng lòng hiếu thảo. Khi lớn lên là học sinh, chúng ta không bao giờ quên công ơn của thầy cô trong giáo dục. Còn khi chúng ta lớn lên được nhiều người giúp đỡ, chúng ta không bao giờ được quên những người thân thiết, sự an ủi tận tình của người khác khi chúng ta suy sụp. Chúng ta không bao giờ quên lòng tốt từ bát cháo nóng của người đã cho chúng ta lòng tốt, giúp đỡ chúng ta lúc đói nghèo khó khăn. Nếu chúng ta biết cách đền đáp lòng tốt, chúng ta sẽ có phước lành. Trong suốt cuộc đời, chúng ta cần có một tấm lòng biết ơn, báo đáp lòng tốt và ghi nhớ những lòng tốt mà người khác đã làm cho mình. Với lòng biết ơn từ tận trái tim, trái tim bạn sẽ có được sự bình yên và tĩnh lặng, cuộc sống của bạn sẽ bớt đầy những oán giận và lo lắng. Chỉ khi một người có tấm lòng biết ơn thì người đó mới có thái độ tốt và khám phá được nhiều vẻ đẹp hơn. Là một con người bạn có thể không có gì, nhưng bạn không thể không có lòng biết ơn.
Hãy cho cuộc sống một lý do để mỉm cười và đừng để trái tim mình mang quá nhiều gánh nặng. Hãy cho mình một cách ấm áp để lấp đầy khung cảnh cuộc sống.